Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay thầy xin dạy các em là bài tập trong bộ bài tập toán lớp 4 sức cánh diều. Chúng lúc xem bài giảng Hà Liêm các em hãy dễ hiểu. Các em sẽ không khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 55 văn số và phép chia số tự nhiên trang số 8. Chứ mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 quý Khương có một phép chia sao dưới dạng văn số khen mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu. 2 chia 3 sẽ bằng 2 phần 3. Như vậy là phép chia thì các em có thể biết thành văn số. 2 chia 3 thì mình sẽ bằng 2 phần 3. Tương tự 6 chia 7 sẽ bằng 6 phần 7. Giờ 7 chia 9 sẽ bằng 7 phần 9. 5 chia 4 sẽ bằng 5 phần 4. 11 chia 4 sẽ bằng 11 phần 4. Đúng này. Giờ tiếp theo mình quan sát câu B mẫu 8 chia 4 sẽ bằng 8 phần 4. 8 chia 4 bằng 2 có nghĩa là 8 phần 4 sẽ bằng 2 luôn. Tiếp theo là 9 chia 3. 9 chia 3 sẽ bằng 9 phần 3. 9 chia 3 sẽ bằng 3 có nghĩa là 9 phần 3 cũng bằng 3. Tiếp theo là 12 chia 6. 12 chia 6 sẽ bằng 12 phần 6. 12 chia 6 thì bằng 2, có nghĩa là 12 phần 6 cũng bằng 2. 24 chia 8 sẽ bằng 24 phần 8. 24 chia 8 bằng 3, có nghĩa là 24 phần 8 cũng bằng 3. Giờ như là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài, cái xong khích video hệ với các em hiểu bài. Mình sẽ làm tiếp câu số 2 quý khen mẫu. Mình quan sát mẫu 8 thì mình sẽ viết thành văn số chính là 8 phần 1. 4 thì mình sẽ viết thành văn số là 4 phần 1. 12 mình sẽ viết thành văn số chính là 12 phần 1. 1 mình sẽ viết thành văn số là 1 phần 1. 0 thì mình sẽ viết thành phân số là 0 phần 1. Đúng rồi. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bài, cái xong khích video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Viết mỗi phân số sau dưới dạng khương của hai số tự nhiên theo mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu 2 phần 5 mình sẽ viết thành bằng 2 chia 5. 3 phần 7 chính là bằng 3 chia 7. 12 phần 8 phần 12 chính là bằng 8 chia 12. 4 phần 9 sẽ bằng 4 chia 9. 5 phần 6 chính là 5 chia 6. Như là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiệu bạn, kem xong khuất video hệ với kem hiệu bạn. Giờ tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 đã phân vào 1 phần 2 số con khỉ trong hình nào? Mình sẽ quan sát hình số 1 thì mình thấy là bên đây sẽ chia làm 4 cột. Mỗi cột sẽ có hai con khỉ phân vào một cột. Như vậy là phân vào 1 phần 4 số con khỉ. Mình quan sát hình số 2. Hình số 2 thì số con khỉ được chia làm hai hàng. Có số khỉ bằng nhau và người ta phân vào một hàng. Có nghĩa là phân vào 1 phần 2 số con khỉ. Như ở đây mình trả lời là đã phân vào 1 phần 2 số con khỉ ở hình số 2. Đúng rồi. Như là đã phân vào 1 phần 2 số con khỉ. Đã phân vào 1 phần 2 số con khỉ. Trong hình số 2. Như vậy câu số 4 các em trả lời là đã phân vào 1 phần 2 số con khỉ trong hình 2.
Dạ, như mình xong câu số 4, câu số 4 kem hiệu bài, kem xong khích video hiệu kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5, cô giáo cắt một sợi dây lụa thành 6 đoạn dây dài bằng nhau và đưa cho 6 bạn tham gia tiết mục múa của lớp. Hỏi mỗi đoạn dây đó chiếm bao nhiêu phần của sợi dây? Như đề bài nói là cô giáo cắt một sợi dây lụa thành 6 đoạn dây dài bằng nhau và đưa cho 6 bạn tham gia tiết mục múa của lớp. Như vậy chia làm 6 phần bằng nhau thì mình sẽ lấy một chia 6. Một đoạn dây chia làm 6 phần bằng nhau có nghĩa là một chia 6. Như là mỗi đoạn dây sẽ chiếm một phần 6 sợi dây. Được. Như đây các em sẽ để là mỗi đoạn dây mỗi đoạn dây đó chiếm một phần sáu sợi dây. Như đây mình sẽ để là mỗi đây dây sẽ chiếm một phần sáu nhé, một phần sáu sợi dây. Như vậy mỗi đoạn dây đó sẽ chiếm một phần sáu sợi dây. Như là mình xong câu số 5, câu số 5 kem hiệu bài, câu xong hết video thì kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hệ Liên, kênh sau nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hệ Liên. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.